Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, quyển hạ. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ, có nặng, có người hưởng phước một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đấy hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy, tại làm sao thế, cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ, Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hậu nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc sự bố thí ở Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con si ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị vương, vị hàng tể phụ, quan chức lớn, hàng đại chuẩn giả, hàng đại đa sát đế lợi, hàng đại bà la môn. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, dẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngay mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời nói ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo túng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ khắc bảo, cũng là những thứ để thọ dùng như là y phục, quần áo, ăn uống. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ đặng trong 3 kiếp làm vị trời đế thích hưởng sự vui sướng tục tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời quỷ quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phẩm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp của Đức Phật của trước, hoặc là kinh điển hay là hình tượng bị sư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Quỷ quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa cho người khác đến khí hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để được kết duyên lành. Quỷ quốc vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác cùng chung làm việc đo bố thí đó trong 100 đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường đạo bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác. Được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng hà bà la môn, gặp những người già yếu bệnh tật hay phụ nữ sinh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sinh lòng từ bi, đem thuốc men cơm nước nhường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp làm vua sáu từng trời cõi dục, không bao giờ đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng cho đạo Bồ Đề, thợ không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Huống gì là cả những quả trời phạm vương, trời đế thích, vua chuyển luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học thêm như thế. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có thiện nam, kẻ thiện nữ nào trong Phật giáo mà gieo trồng chút ít cội nguồn phước lành chừng bằng sợi cái lông, sợi tóc, hột cát, mảy bụi, thì phước lợi của người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thời đạo vô phước lành, thường sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho tất cả Phật giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ một cô kinh rồi phát
tâm, ân cần, trân trọng cung kính người khác, bố thí cúng dường, người ấy được quả báo là vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vài nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới, thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ lại, ngợi khen, chắp tay cung kính. Nếu gặp kinh tháp cũ hoặc rư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm làm. Những người đồng phát tâm nay trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị việc chánh đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa các vua nước nhỏ. Lại về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có cả thiện nam người thiện nữ nào ở nơi cổ phước lành đã gieo trồng trong pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc là sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một bãi bụi, một hộp cát, một giọt nước. Những sự lành như thế không luận nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui vi diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quý trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, có thể thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần lúc lành, thời được hưởng quả báo tốt trong muôn đời lần trọng hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó, Địa Thần Hộ Pháp, phẩm 11. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Thật và bạch Đức Thế Tôn: từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Đại Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn: Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trong nghìn thân để độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát hệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sung hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện nay và về là vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cục đất ở mình ở, dùng đất đá, tre gỗ mà dựng cái khám, cái thất, trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng, bạc, đồng sắt đúc nắng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, ngợi khen. Thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa ăn ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tội nguyện cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch tiệt hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là lúc ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường được gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại này, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ, có thể làm những sự cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát như vậy, thời sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ và có kinh điển cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ cho người đó, cho đến tất cả sự tai họa về nước, lửa, trộm cướp, nặng lớn, nặng nhỏ, thải đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báu, tất cả những thứ từ đất. Tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chứ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nơi tai, huống chi là phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của hàng quyến thuộc của Phạm Vương
Đế thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổ nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đã ủng hộ một cách lớn lao như thế. Thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12, Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Lúc đó từ trang đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng hình vòng tròn, tia sáng tướng hình vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vườn mặt trời, tia sáng vườn mặt trời lớn, tia sáng vườn mặt trăng, tia sáng vườn mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh, từ trên đảnh môn phóng ra hàng nghìn tia sáng như thế xong, lại nói ra những thứ tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời, rồng, người cùng phi nhân, lóng nghe, hôm nay ta ở tại cung trời đó lợi trưng bày sự ngợi khen, những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lui sụp nơi thảo, nơi đạo vô thượng chánh đẳng, chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quan Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời nói Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt lời, thì trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiện là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây đầy đủ từ bi lớn. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn. Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn cực kiếp thế giới. Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân bao nhiêu công đức và sự oai thần của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời khen ngợi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời, rồng, chim ngưỡng để lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn trong với chúng sanh trong cõi ta bà, những hàng trời rồng, hoặc nam nữ, hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, biết chẳng còn thối chuyển, từ được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vi vui vi diệu, thì nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Này ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các này ông sẵn lòng lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sanh và tám bộ trời rồng mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Hãy nghe thêm phút trời. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới về thời hiện tại nay và vị lai về sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hao hiện hoặc hình thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Thời các vị trời đó càng thêm phước lớn trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải đọa lạc vào ba đường ác đạo nữa.
huống chi là những người thấy hình tượng của Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vật báu, chuỗi ngọc mà bố thí cúng dường, thờ người này đạo vô lượng vô biên, công đức phước lợi, người bệnh được lợi. Lại vài nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thời hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của báu, nhà cửa, vật chất, y phục của người sắp mạng chung đó mà làm chi phí để tô đắp, hay là họ vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc là mắt thấy tai nghe biết rằng hạng thân quyết của mình đem của vật báu vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng, nghiệp chướng đáng lẽ phải đọa vào đường ác đạo, song vì nhờ công đức này nhưng sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thải đều tiêu sạch, tiên vong được phước. Lại bài nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có cả nam tử, người tử nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em chị em, đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hạng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhắm đến ngay danh hiệu của Ngài một lần chiêm ngưỡng, rồi một lần đảnh lễ từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng thối thất tâm bồ đề ban đầu, ngay danh hiệu thái hình tượng chiêm lễ cúng dường. Thời quyến thuộc đã sớm khuất của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp. Nay nhờ công đức tôi vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền được đặng giải thoát, được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sớm khuất của người đó có phước lành, đã được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng thọ quả vui thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên vô thân, bắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm khúc kia đã về sanh về nơi đâu. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời món ăn đồ mặc như giặc, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề đến cửa, huống chi nên là đến thân rốt ráo. Rồi người đó sẽ được Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ ký cho nguyện lớn sớm thành. Lại về nữa, này Quan Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng rộng lớn, muốn cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn uống cúng dường, chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam, người thiện nữ đó sẽ mau được thành tựu, không còn bao giờ bị chướng ngại. Lại bài nữa, này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có cả thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu 100.000 muốn ước điều nguyện, 100.000 muốn ước sự về hiện tại của vị lai, thời chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, được như thế thờ nguyện những chi, cầu những chi thảy đều được thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn, ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao, liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ ký đủ trí huệ. Lại về nữa, này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào tin lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bắt tư nghị muốn đọc, muốn tụng kinh điển đấy,
dầu gặp phải bực mình, dầu dầu gặp đặng bực bực mình sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quen rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn chưa đọc được tụng được. Như kẻ thiện nam đó, vì có nghiệp chướng đời trước chưa rửa sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngoại cụ cúng dường hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tăng rượu thịt tà dâm phụng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày. Trong 7 ngày hoặc là 21 ngày. Những thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên, rưới nước lên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặt thông minh một phen nghe kinh điển đại thừa ấy, liền sẽ nhớ mãi không bao giờ quên một câu kệ nào nữa. Tai nạn tiêu trừ. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì trong đời sau như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không tọa nguyện, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia liệt, hoặc các sự tai vạ đều đến quấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên trí tâm cung kính, niệm đủ một muôn biến, rồi những sự không tọa ích trên đó sẽ tiêu sạch lần lần. Liền đặt ăn vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thấy đều ăn ổn vui vẻ, khỏi hiểm nguy. Lại về nữa, này Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đời sau nếu có người thiện nam người thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh trùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển gặp nước trục lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Như thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng được các vị thần hộ vệ, lúc đi đứng lúc nằm ngồi đều được ăn ổn vui vẻ, cho đến giàu gặp các loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả thấy độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời giàu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quan Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong quả Ta Bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, số kiếp hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chi ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tặng sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu tà, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rằng quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ấp thuốc cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng. Thanh ký Bồ Tát cúi đầu cao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi muôn sắc mắt, người này nghiệp chướng nó là mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục cũng ăn các hoa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày một đêm bưng lấy uống, sinh lòng ăn trọng cử ngũ tăng, tự thịt tà dâm cùng dối lún, trong 21 ngày chớ sát sanh,
chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Thì bào thấy rõ tôn dung hiển, thức rồi liền đặt trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, niềm vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thần giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, của nhà họ họ người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không ăn giấc, cầu muốn hư cũng hư chẳng được nào. Nhất lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay. Nhẫn đến chim bao đều ăn cả, quỷ thần của họ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đấu trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trong nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đài sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dân y phục, trong nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hai đêm lòng, nếu hai đêm hồi, đêm công hồi pháp giới, rối rác thành thoạt sanh tử khỏi. Quán âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều quả nước. Dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13, Đức Phật giáo phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, niệm tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trong nghìn muôn kiếp cũng chẳng biết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tán bộ chúng đây. Một lần nữa, đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải đọa vào ác đạo dầu chừng một ngày một đêm, huống chi là để trong đó, để chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác. Khoảng hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thối thấp, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ăn cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng ít căn lành ở trong Phật pháp chừng bằng sữa lông, mấy trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông mà ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chứ để họ thối thấp. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước vào đến cửa ngục, những chúng sanh đó để có thể niệm được danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa. Ông nên dùng thần lực của mình mà tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước cái đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn kể nói lời kể rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ăn cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay và cùng Đức Phật rằng: và Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện để thoát người đó, làm cho mau đạt giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Hư không tạm mà hỏi. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát bạch với lời nói lời nơi trên xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau họ có người thiện nam cùng người thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng
Ngay kinh điển này và ngay danh tự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và những kẻ ấy được bao nhiêu điều phúc lợi. Cứ mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói hưởng về việc ấy. 28 điều lợi. Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì ông nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn uống, y phục, Phật báo mở thôi và bố thí cúng dường, mở khen, kim lễ, người ấy sẽ được 28 điều lợi ích sau đây. 1. Các hàng trời rồng thường hồi niệm. 2. Quả lành ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thượng của Thánh. 4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề. 5. Đồ mặc, món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 8. Không có bị hại bị trộm cướp. 9. Người này chiến người khác thấy đến sinh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo phụ hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vương chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều được toại ý. 18. Quyến thuộc ăn vui. 19. Cách tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều tiêu trừ. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chiêm bao, ăn ổn, vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội, thời được khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước có những phước, thời được thọ sanh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh ngợi khen. 26. Là căn tánh linh lợi thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 7 điều lợi. Lại về nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen kim lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích. 1. Mâu chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không thối thất Bồ Đề. 5. Nỗ lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Rốt ráo thành Phật. Đại hội 8 tháng. Bấy giờ Bất Khả Thuyết, Bất Khả thuyết tất cả các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng 8 bộ chúng trời rồng ở 10 phương đến dự pháp hội. Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen, tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lợi rứa vô lượng hương hoa, thiên y chủ ngọc để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều kim lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ hết. Bổn thể Địa Tạng so nhân trung kinh, tàn tật câm ngọng do tiền sanh, đời sau tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết sang máu vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.